Thôi quý vị tạm ngưng vì chúng ta cần phải vui ở ca sĩ. Nhạc phẩm kế tiếp mang tựa đề Vẻ đẹp ngàn năm của Lương Bàng Quang, ý nói rằng là hoa, dù hoa hậu, hoa khôi hay bất cứ loại hoa nào thì rồi cũng phải có ngày tàn. Nhưng mà riêng cái nét đẹp ở trong tâm hồn là cái nét đẹp sẽ không bao giờ tàn. Đó là cái ý nghĩa của nhạc phẩm này. Xin mời quý vị thưởng thức qua hai tiếng hát của Ánh Minh và Lương Tùng Quang. Chủ nhân của thẩm mỹ viện Khơ Thị. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ đưa quý vị từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Có lẽ đây là một trong những ngạc nhiên nhất đêm hôm nay. Xin mời quý vị hướng về Hương Thủy. Hương Thủy xin trân trọng kính chào quý vị khán giả xem chương trình Paris by Night. We're going to do some cha-cha, and besides having our fantastic bass